Hello anh em, thì hiện tại Roblox nó mới vừa cập nhật lại thì các bạn new member mà mới vừa join vào group á thì sẽ không có rút Robux được liền các bạn ha. Thì chúng ta phải đợi từ 15 tới 30 ngày. Mong các bạn thông cảm và nhớ join group rồi đừng out ra join lại sẽ tốn thêm thời gian đó. Các bạn nhớ lưu ý join hết vào group rồi 5 ngày sau hãy rút nha. Còn Robux chính hãng thì shop vẫn bán bình thường. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ shop nhé. Em hả? Mày đang đâu vậy? Mày đang ở ngoài quầy thu ngân. Chị nó đang ở dưới này mà, nó đang trong này mà. Ủa bị bắt chưa mà thu ngân vậy? Tao bị xe lè rồi, tao bị xe lè rồi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, win, win, win. Vãi nồi. Kẹp luôn. Trời ơi, tự nhiên nhảy lên chi vậy trời? Yes. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Mình là Bảo Bập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các game này sẽ chơi Roblox Mega High and Sit. Đó, tất cả sẽ quay lại một cái game tuổi thơ, đó là game 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ui, chú có tiệm tạp hóa rồi, lại lý tưởng luôn. Một Ê, điểm cái chỗ thơ. Này có đứa nào biết tìm không vậy? Chứ cả đâu có biết tìm đâu. Mà mày chắc gì mày được tìm? Chắc gì được không, tìm, không, không có tìm đâu. À, nó lại nói không, cái câu bất hủ nữa. Mà, tìm gì? Mém xíu nữa anh có râu được tìm rồi. Đẹp không, đẹp không? Đẹp, có thấy gì đâu mà đẹp ba. Thấy mày mặc áo vàng bình thường mà ba. Đây nè, skin bảo mập đâu rồi, bảo mập đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đâu rồi, mập đâu rồi? Ờ, bảo mập nhìn nó hầm hố lắm mày. Ở đây, à, ê, nhìn nó mặc đồ giống mấy thằng mà cao bồi viễn Tây hồi xưa á mày. Đâu giống bồi bàn á ba. Má mày nồi. Vậy, mày bồi bàn không, tao bồi vô cái nè. Nó gắn mày cộng như xích vô là nhìn giống mấy cao bồi viễn Tây rồi ba. Ai mà có inner đó ba. Mày thấy hai tay tao có đầy hình xăm không? Mày qua đi tao bồi vô cái nè. Bồi bàn mà có hình xăm á là người ta sẽ mặc áo tay dài phải không, còn nó mặc áo tay ngắn mà có thêm mấy cọng dây xích ở trên áo á, có nghĩa là nó làm cao bồi mà không có súng á ba, súng trong quần. À, cao bồi không súng. Ôi gu bạn tôi đấy. Ô gu luôn hả, ghê vậy. Kinh thật. Càng thẳng dữ ta. Gu nó là không có súng mày ơi. Ờ, gu kia không có súng, đúng rồi. Ủa gì trời, cái gì cũng lôi qua cao nữa, cao nó cao là người nói trước mà những cái cũng lôi qua cao nữa thì. Đâu còn kia, hồi xưa giờ gu nó là du khống. Hiểu không? Ê, con sticker nó xuất hiện rồi kìa. Chứ giờ nói mày gu không có súng mà mày cũng mà không phải thì có nghĩa là gu của mày là gu có súng phải không? Đúng rồi, có không súng mà vô khống là không có vú á. Ờ, à, rồi tao hiểu gu ga luôn. Trời ơi, vậy nói vậy thì ghê, nó bó tay. Rồi con ma nó tới, con quái vật nó tới rồi, tụi bay đang ở đâu vậy? Quái vật gì ba? Sticker tới kìa. Sticker tới thì đi trốn rồi chứ mắc gì tự nhiên cái quái vật mày ngộ quá à. Rồi xong, tao chết rồi. Chưa tới hiện ba ơi, trời ơi 30 chưa mấy Tết. Trời ơi. Hay lắm, kia nó bị nhiễm mà Bảo ơi, trốn đi Bảo ơi. Cái này restart luôn ta. Vãi nồi thanh niên Spoy. Ở đâu mà Spoy hay hả? Chỗ Vami là thùng coca, ôi dồi ôi em ơi. Ôi mày còn nói to nữa Bảo. Em làm tốt lắm. Sao không spoil ai mà spoil anh? Đứa nào spoil mày đấy chứ ai biết đâu. Lu đang trời mà, ơi. Mà bị dễ bị ăn hiếp à, nên đâm ra giờ fan ăn hiếp luôn à. Khổ tâm thiệt chứ nhờ. Ui nó tới rồi khổ. Ui ôi mà ai biết đâu à. Bảo chết trước hả? Mày hả con, mày la làng với tao hả con? Bảo, ủa Bảo chết rồi hả? Ừ. Ta lè đó, còn được cái nơ, giữ được con cái nơ người. Đồ mất hết rồi. Ủa? Đúng tùng. Ê, còn giữ được một cái nơ trên người. Đừng cột, đừng cột, Bami bên này. Bớt, bên này giùm tao đi. Ủa sao vô, kẹt rồi sao vô. Thùng Coca Cola, à hình như tao thấy cái thùng đó rồi. Thôi nào, đừng spoil nhau chứ. Ủa sao qua được thùng đó ta. Lên trên rồi xuống dưới. Các bạn ơi đừng spoil Vami nữa, trời ơi tôi có tội có tình gì đâu trời. Đừng làm tội làm tình tôi nữa. Làm tội làm tình là sao? Làm tội đừng làm tình. Thôi nào, các bạn ơi tha cho tôi đi nào. Kia mập địch với lại thằng Bảo điếm thúi đâu rồi, đừng kiếm tao nữa. Mày, tao thấy mày đâu đó mà tao chưa có bắt mày được. Ủa thấy tao đâu? Thấy mà. Đâu? Mày đang nghe thùng coca chứ đâu nữa. Xạo nó, ừ xạo á. Tao thấy nó rồi ba. Ủa nhưng mà làm sao qua bển được ta? Chịu.
thôi nào, còn ba mươi mấy giây nữa thả tao ra đi. Ôi Ba làm sao mà mươi. leo lên được ta? Trời ơi, tao đi ở dưới đất tao đi vô mà, chứ đâu phải trong thùng đi ra đâu. Trời bậy quá, đi xuống đất đi vô có cái kẻ đó. Tao nói luôn đường Kẻ đi đâu rồi có mà vô không được, đi ở được. đâu, mày đang đâu vậy? Đang ở ngoài quầy thu ngân. Chị, nó đang ở dưới này mà, nó đang trong này mà. Ủa bị bắt chưa mà thu ngân vậy? Tao bị xe lè rồi, tao bị xe lè rồi. À, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vãi nồi. Kẹp luôn. Trời ơi, tự nhiên nhảy lên chi vậy trời? Yeah, Vãi sợ tèo. thì không đi tìm nó. Tao làm Trời, được. tôi biết là tôi không nhảy Tao lên đang đâu nhìn nha. nó hả? Trời Trời ơi. ơi. Tao lạc đường. Win. Yeah. Trời ơi, tôi biết giờ tôi ngồi im đã cho rồi, thiệt tình luôn. Tao thấy nó ở Tôi dưới lẹ rồi mà quá. tao tưởng nó nhảy cao không được. Ai dè nó có phím E nãy giờ tao không biết. Trời À, ơi luôn. tao nhảy lên, tao hồi nãy tao chuyện tao nhảy lên chứ tao tưởng nó còn 3 giây, 3 giây nó lâu kinh khủng luôn. Giận với sợ à. Bay rồi. Airplane. Rồi, Epalem sân bay Ồ, lên tới nào? máy bay luôn. Ghê thiệt, Máy ghê bay, máy thiệt. bay. Để coi ai được làm seat Là e bọt mới là sân bay. đâu, cái này là máy bay mà, Airplane mà. Thì tao nói Airplane. Ừ, Hồi rồi nãy xong. Mami nói e bọt. À nói lộn á. Ủa Trời ơi, ba nói sticker rồi. luôn các bạn. Tao được 5% làm sticker nè mà không biết có được làm không nè. Hên Tao sợ đi ui. tao thôi. Ba đứa làm sticker lận nha. Ba mi. Ê, Rồi. trời ơi. Ê ba mi. Ba mi thằng Bảo nó mới đổi skin giang hồ mà lỡ như nó làm giang hồ, nó làm sticker á thì tao không nói đi. Nhưng mà lỡ tao với mày làm sticker nó làm hider thì sao? Là tao làm Ôi trời ơi, nó lại lỡ. Thì không coi có như là ý tao mày đi ý bắt bắt giang hồ Bảo Mập. à vậy hả? Ừ. giang hồ mà còn trốn nợ đi chết tao rồi. Giang hồ xăm hình chi rồi đi làm bồi bàn đã đời bị thiếu nợ phải đi trốn nợ khổ thiệt. Ủa tao bay Mà đi đồn nữa. mày trốn đâu cho tao trốn chung đó nha chứ bây giờ tao không biết trốn đâu luôn á. Tao đi theo anh giang hồ. Vãi đạn. Lipo. Hồi nhưng mà cũng có cái nuôi. Lipo. Rồi sao nữa? Tao mất tích rồi nha. Tại sao ra đây với mày? Ê, thấy tao Núp đâu vô, không? núp vô, núp vô, núp vô, núp vô, Núp vô đứng cho nó biết đường nó đi vô bây giờ. Ừ, núp giấu cái đuôi vô kìa, Không, dẹp cái đuôi cái này vô. là trong toilet, cái Mày này trong lòi toilet. đuôi kìa. Ngồi đi. Trong toilet ba, cái này trong toilet không có sợ, trong toilet không có sợ. Ủa toilet gì nó đang đứng như bồn bông với mình mà ta. Ở đâu, có đâu đứng đây đâu. Ủa quỷ ra nó chạy mày ơi, nó chạy mất tiêu rồi. Đâu có, nó đang trọng á. Mày Không, ra mà chạy đây. đâu, chạy đâu, chạy rồi, Nó chạy vô rồi bồn mày ơi, cầu rồi, nó vô chạy bồn rồi cầu rồi mày. Mập ơi. Trong đây còn mình tao với mày rồi Mập. Thôi gì chúng ta núp trong cái bông này chúng ta làm những chuyện gọi là À, giận. bà đi là mây mới trà trà là đi đến rồi. Sticker đang ở dưới kìa. Núp đi tiếp với ta. Cái cờ dưới cả Rosen, một đứa Rosen này cứu cứu luôn. Cứu không? Đi cứu không? À, cứu Cứu nè. đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi. Ủa cái này có phải Frozen không vậy? Rosen Đúng rồi, đang Rosen đang nãy núp mới thấy trong nó đóng cái băng đây. xong mà. Có chưa thấy đứa nào đóng băng hết đó. À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đứng lại đi, Nhưng đứng mà lại cho nó sao nó bắt đóng đi, băng tự dữ nhiên thấy đóng vậy? băng liền à. Ồ quá. Rồi, thêm một em nữa. Và sao em sticker thì đứng đây đòi qua bắt tao kìa mà đứng mà núp Có vô phải đâu ba bắt đâu. sticker mà đi gần Thì gần em nhau tao nhiên cứu. động lắm, xuống không được đâu. Sticker đi đi nhanh lắm, từ từ được cứu hết thì đợi còn khoảng một vài thời gian nữa được cứu. Ồ Chứ bây biết giờ ra xuống anh đang cứu là đứng bên toàn kia ấy. ghế luôn ghê thiệt. Tao chết rồi nè, tao chết rồi nè. Ủa mày đang đâu? Đứng đâu đóng băng đâu? Sticker dí đang ở hàng ghế. À thấy rồi, thấy rồi, Ui thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Có đứa trên ghế đó, có đứa trên ghế đó. đừng Rồi đừng xong. đừng hai Bảo đứa mặt bị sticker bắt lận ngay dưới chân luôn á. coi chừng nó lên mày giờ á mày ngồi mày dưới Bình chân tĩnh đừng xuống, ở dưới này có hai sticker lận. Biết rồi, có thấy mà. Tao đợi còn khoảng 5-10 nó giây nữa tao lên xuống nó cứu lên chỗ mày. ngay kìa Nó không lên được đâu, nó không lên đây được đâu. nó Nó đụng muốn lên đây đầu là nó phải đi đường đặc biệt nó mới lên được. ghê mày Dưới đường Roshan tùm lum la nè. sao nãy mày dắt anh Cái em mà lên cái đường dễ dễ kiếm mà mày chui vô đường đặc biệt là sao ba Ôi, ba lỡ sticker đứng lỡ dưới dưới này này tao luôn. mày bị bắt là coi như là toàn luôn á, là không ai cứu tao được luôn á. Tao bị đứng canh dưới này luôn rồi. Ê, vẫy tay chào nữa, ở quê em.
Rồi xong rồi nó quay em luôn rồi, quay anh với quay em mà hai đứa nó quay nhau hết dáng luôn rồi. Đứng chờ luôn ba thằng sticker đứng vòng vòng nó đi canh bảo luôn rồi, tao thua rồi. Ê ba mày đang đâu vậy? Mày vẫn còn đang ở chỗ chậu cây đúng không? Đối diện mày nè mẹ. Đâu man, ba thằng rồi. Đâu có thấy mày nhìn đâu. Nhìn qua đối diện xéo qua, trời ơi. Quan sát đi nào. Trời ơi. Không cứu luôn, đừng cứu luôn, ba thằng dưới đây đứng chơi rồi. Ba thằng ở dưới đó luôn rồi, nó canh bảo mập rồi. Ba thằng đứng chụp hình với mày á. Ôi, nó leo, nó leo bằng cái đường kia mà nó leo đâu được đâu, leo lên sóng cuộc, leo lên sóng cuộc, leo lên sóng cuộc. Ê, giờ nó qua chỗ tao bây giờ. Mày mày đi vô trong đó, mày ra đằng sau đó, nó có cái nó sẽ dẫn mày vô toilet, rồi xong mày đi vô chui vô toilet luôn, nó sẽ dẫn mày lên trên này nè, là mày xuống đây với tao. Đi. Rồi, bây giờ tao đi ra sau lưng đây đúng không? Nó sẽ dẫn vô trong chỗ này. Rồi bắt đầu đó, ra ngay chỗ toilet. Ôi có hai người rushing trong toilet, để tao vào tao cứu. Để tao cứu. Nhiều khi mày đứng đó mày không chết đâu mà mày đi vòng vòng là mày chết. Chết cơ, chạy đi em ơi. Bớt số 7 làm gì mà tao chết. Tao cứu được hai đứa rồi, vô toilet luôn đúng không? Ừ, trong toilet á, nhảy xuống. Đúng rồi, nhảy vô bồn cầu. Ừ, đúng rồi. Rồi đóng băng luôn, hay lắm bạn ơi. Ủa là sao? Tao đi cứu người vô hốt tao chứ sao? Tao nói rồi mày đứng yên đi, mày còn nghe kia là mày bán lũ giống liền mà. Há quỷ kia nó suối. Kia suối bậy. À, mày không đi đi mày xuống nó đi. Kia suối bậy bà con ơi. Không, đứng yên thì không sao mà đi vòng vòng là chết mà, tôi nói rồi mà. À, nó suối vô toilet cái chỗ thúi nhất hàng gì chết đúng rồi. Tao sắp bị bắt rồi, tao sắp bị bắt rồi. Ái nghe lời kia bán lúa giống thì chứ. Bạn còn không gành nữa, bạn mày không gành nữa. Em ơi, anh đây nè. Đúng rồi. À đúng rồi, hay lắm em ơi, đưa tay đây nào mà bình nhau bạn nhớ. Rồi, lên con luôn, mày lên luôn. Rồi xuống đây. Ê, bài. Ừ đúng rồi, qua đây. Rồi xuống chỗ có đứng luôn nè, Sao? Rồi bây giờ chút nữa nè là bên ê, trái đừng đẩy. Bên trái còn có hai người, bên phải là có thằng Bảo Mập. Bây giờ chút nữa tao với mày chia ra rồi đi cứu nha. Từ tao đang kiếm địa điểm cùng Bảo Mập. Đó à, bên phải đúng không? Ngay chỗ cái ông cống đúng không? Đó nó đang nhảy kìa, cái bên cục vàng kìa. Rồi ok. Trời ơi, em. Đó được cứu rồi, chạy đi. Hết thời gian, mày thằng này mày nói chuyện không vậy? Thằng Nguyễn Gia không cứu luôn. Có bày kế cho đã, giờ hết thời gian đứng đó nói chuyện bó tay luôn thề. Đâu có để thời gian đâu. Phải rồi kia. Bàn vô. Đâu có để thời gian đâu. Nó vừa bàn xong hết thời gian luôn. Bàn xong rồi tôi ung dung cho nó dưới đây hết thời gian bàn nó chơi. Trời nó bàn, tao đứng hết, tao nhìn tao đang kiếm mập đâu, đứng ở chỗ nào đâu. À màu vàng đúng không? Hết thời gian. Là lo bàn cho có vô hết thời gian. Hay lắm, mày cứu đại ca giang hồ gì kỳ vậy ba? Á à, mày nó kéo đàn em mà nó thử mày con. Tan rồi, dáng này bắt đầu nó làm sticker đi săn lùng mày nè con. Á dáng này mà bảo làm sticker là đúng bài đâu có đi săn lùng kia. Hai sticker lần á. Hai sticker, biết được tao nó đi săn mày xong kia. Giang hồ trong lớp học. Ờ. Đấy. Vô cái. Đó là tao đó. Rồi cái này tới Bảo Mập nè. Cái này chuẩn bị tới Bảo Mập nè. Bây giờ nó mà chọn thêm tao nữa thì sao? Mà coi như là tao với mày đi đập nó. Tội nghiệp nó dữ ba, nãy mày mới chơi nó xong luôn á. Trang sticker của tao là 12%. Bảo Mập. Thấy chưa? Cho tao nói gì tiên chi á. Tìm tao hả mày? À, thằng Kea nó xúi mình đi bắt đầu làm mình bị đóng băng, còn Bảo là nghe Kea bàn cứu rồi xong Bảo chết. Ok Bảo ơi. Tao với mày nè, đó. Hợp tác à. À, mai các bạn xem clip sẽ hiểu lý do tại sao giang hồ Bảo Mập với lại kéo 500 anh em đi kiếm ga nha các bạn. Thấy được không nào luôn. Tôi sách đuôi là tôi nhắn tin vô nào. Anh em sờ boy Kia nào. Bảo em Mập trên Kia. Báo chù. Ha ha. Em. Báo chù. Báo chù không ra chữ thù à thù được chù không được ghét không biết rồi chốt luôn không nói gì chốt luôn rồi ok chốt luôn chốt rồi giọt Bảo ơi à cái map này chưa chơi sống sao luôn á thầy thôi nào tao sẽ để cho thanh niên xăm hình mà hồi nãy mày nói vào bàn á đi kiếm mày ôi lỡ mày tìm được tao rồi sao kéo nó hốt mày chứ sao ơ chứ kỳ vậy
Ủa sao mày qua đây à? Tao mới thấy một em tao tăng đây mà. Đây nó đây. Chết này. Chết chưa? Chết rồi. Bây giờ tao qua tao lột chuối đây. Nấp đi, nấp đi, nấp đi. Bảo mập, bây giờ tao qua tao lột chuối đây bảo mập. Trên trên bảng á, trên trên cái bảng á mày. Đây đây. Lột chuối nè, chạy đi đâu. Nhảy lông ton cái cưng. Ở đâu mà ghê vậy? Trên bảng có đống luôn á. Cái gì mà ghê vậy? Ờ à, đúng rồi, lên chợ anh chạy vòng đi, chạy vòng. I see you. Đi vô trong luôn, đi bên phải luôn. Đó, vô phải là núp trong được á. Em này, này, này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Rồi, chào rồi, giờ đi đâu ta, giờ đi đâu được ta. Đón cái dưới này luôn, rồi đón lọc dưới này xong một em luôn. Xong, nó nhảy lên nó rớt xuống đúng không? Còn kia là trên cái bảng à. À, vẫn là bảng à. Cái bảng bự bên kia, bảng xanh á, bảng cô giáo. Trốn rồi. À rồi, ok, 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 ok. I will be there 5 minutes. Nó nhìn nó phân tích ở chỗ nào chạy của nó. Từ từ, tao bây giờ dính cô tụ coi. Cười đi, ừ, cười đi. Trốn đi, đừng để chết, đừng để chết. Lũ đạn nó cậu tụt hơn, thật sự. À, bên đây có một cái nút di chuyển nữa. À, à. Ôi, gái ơi, vô nó đi gái ơi. Gái kia trốn đi. Đúng rồi. Toan thật sự. Rồi bảo mập làm gì vậy bảo mập? Tao mới thấy thằng bé đứng đây mà đâu rồi ta? Bảo mập làm gì vậy bảo mập? Hey you. À, làm gì tí nó thấy mày là biết liền gì? Can you see me? Ôi, come on. Được cái gì? Thả chạy em đi, tao hy sinh cho. Trời ơi, nói nghe nhân hậu quá bảo ha. Ờ, nghe không phải tôi giết tôi biết. Nó giết luôn rồi, nó giết luôn rồi, hy sinh gì nữa? Theo tôi biết ở đây không phải là bạn tôi ha. Ừ. Gì trời? Nó là họ Kia tên lẹo đó. Ờ. Có nhân từ mà. Nghe ừ. Nghe hơi lạ lùng. Ờ, không phải bạn tôi rồi. Giờ bảo nó cho mày từ trần luôn nè, mày ở đâu mày nhân từ? Ê, còn bay đứng dưới cái bảng nó làm gì, con có bảng nó đâu. Ờ, đằng sau nha, ở đằng sau có phần có người nữa. Bên này nãy tao thấy là ba bốn người trận á. Ghê vậy? Trời biết hết trơn luôn trời. Tao biết hết trơn rồi, chơi chơi gì, chơi chi nữa ba? Cửa sổ à, anh Mami. À, à, Bảo ơi, hai người. Ôi, có người trả không? Lẻm liền. À, sao mất tích nhanh vậy? À, em nghĩ xuống ô, đây. Ôi, trời ơi, trốn kìa. Ôi, phải à, thì ra là trong mấy cái tờ giấy. Trong mấy tờ giấy nốt Bảo ơi. Tao thấy mà xạo cho anh mà. Ba mi ơi, mày cứ xuống đi, tao đón lỏng dưới này, mày hiểu không? Rồi, ok, tao sẽ tới với nó trong vòng 3 phút nha. Mày chống đỡ tao à. Rồi, thì hiện tại thông tin như chúng tôi mới vừa biết được và thông tin mới nhất đó chính là giang hồ Bảo Mập đã xử được thanh niên Kia, một thanh niên đã nó chết rồi. Bây giờ tao đang đi theo cô bé đánh đàn nè. Đi ê, chơi mà cầm theo cây đàn. Đi theo mà cầm theo cây đàn. Thấy chưa? Hồi cũng chết à, quỷ ga, thấy chưa? Bởi vậy tao nói. Không có. Tao đang xì bay, tao bay xong thì như có bỏ, tao bỏ ra tao chết luôn. Trời, còn như có rớt, xuống dưới cái rớt luôn. Tào lao ghê. Ở trên còn hai người ba mi ơi, ở trên còn hai người. Gì đâu tào lao bạn ơi. Có người à. Đó người ta gọi là khẩu nghiệp bị nghiệp quật, hiểu không? Sao cái leo cái cầu thang bỗng té hoài rớt hoài vậy? Hề. Bực mình thật. Tao leo lên cứ té, đúng cứ. Nè, đến đây là té nè. Ôi kính ra, bảo mặt nó hơn. Cái đó gọi là hay đó ba. Hay gì? Ao ao tự gớt chứ không đâu mà không gớt dễ gì. Hay không bằng hên. Ờ. Nghe câu đó giờ. Là nói chung là mày rớt mày thua rồi đúng không? Thua. Ừ vậy đấy. Tao quan trọng kết quả thôi chứ quá trình gì ba. Ơi thiệt tình chứ. Giờ anh em đứng trên kia đúng không? Làm sao để spawn được cục giấy trên kia ta? Trời ơi. Chưa biết cách. Tao biết cách rồi đó. Nhưng mà tao biết đâu. Let me cái ghế nào ba bây giờ? Cái ghế nào ba bây giờ? Nãy tao lên cái ghế rồi, bây giờ tao đang đi đường khác. Ghế đó cũng đâu lên được đâu ba, đùa hoài. Ủa sao ba không được lên ta? Rồi hết giờ. Hết giờ. Ủa? Đâu còn nhiều vậy? Bốn người hả? Sao con có thằng đang ngồi cười, nó cười cho nó có lạ rồi. Được rồi. À nó cười trừ á ba. Khẩu nghiệp, khẩu nghiệp chi không biết à. Không có người nói coi là kia anh kia chắc đang cười như điên.
Cái gì nữa? Cười hơn điên luôn á. Thôi thôi nhảm xịt luôn á, tài luôn. Thôi bớt nhảm đi bạn ơi. Winner có những thua. Tào lao không chứ? Té là té, thua là thua. IKEA nó có một cái thói quen cuối để coi ai được làm nè. Nó vui nó cũng cười, mà nó buồn nó cũng cười. Trong lẽ giờ tao khóc mà. Nó cạn lời nó cũng cười. Ờ. Ô, chỗ cũ à. Quá quen rồi. Ê, map này nãy còn mới chết xong luôn á. Lại là chai Pepsi. Coi bây giờ đâu? Pepsi cùng và mì đứng không cả? Ừ, vô chọc đi. Vô không, vô không? Vô, 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 vô. Bây giờ chắc IKEA nó làm nè. Ừ. À, chắc tao nghĩ là vậy á. Ừ, cái em không sẽ được làm. Ta còn 2% mà kia mấy phần trăm vậy? À, một người 8% lận 3 mà không được làm luôn, xui không? Mày xui cái na rồi. mấy cái thuật ngữ này. Ủa, lên đỉnh luôn. Nữa. Mày nói chi vậy bảo? Mày nói cái là à, tao thấy được cái chỗ hồi bữa của tao rồi. Thì tao núp đây. Mấy thanh niên nó sẽ spoil tao nên là tao sẽ đi núp tiếp. Ủa ai spoil? Fan mày. Đấu. Đó, và spoil tao nãy giờ. Ồ, không có hiểu ra tự nhiên. Cái bấm đi sao mày qua được cái đó hay vậy ba mi? Easy nhưng mà chơi đùa. Chỉ đi chứ kêu easy hoài. Người ta vô luôn rồi đó. Không được, không được. Nhưng mà ý là sao mày qua mở được á. Dễ mà. Tao đâu có biết đâu mà cái dễ khó hoài chạy. Chuyện gì cũng có lý do của bển nè. Giờ làm sao để qua được bển nè? Đâu qua được chưa? Chưa. Tao biết còn nói gì nữa ba. Tao qua rồi đó. Tao xuống luôn nè, tao xuống luôn nè. Rồi thấy tao chưa? Xuống. Yeah. Ai tao thấy tao chưa? Mấy... Hả? Thấy tao chưa? Ê, tao thấy mày nãy giờ rồi nhưng mà chỉ có điều là tao không biết đường đi qua bển. Trời ơi, qua dễ ồn luôn á. Ở đâu mà dễ ba? Đó, xin cơn đi kiếm rồi kìa. Tụi bay qua đây tao chỉ cho. Ui, xin cơn lên thiệt kìa. Rồi, 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 xin cơn lên thiệt rồi, xin cơn lên thiệt rồi, xin cơn lên thiệt rồi. Nấp vô đi, nói gì mà nói, khổ. Bà đang nấp, bà đang nấp, bà đang nấp, bà đang nấp. Ra nhẹ bi trên mấy cái chai nước ngọt nè. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Ra nhẹ bi trên mấy chai nước ngọt. Thôi, thôi, mày đừng qua chỗ tao, mày xui lắm. Ủa gì cây giấy? Đó, bây giờ mình sẽ ra mình ngồi mình ngó đó. Cái cờ nó sẽ không biết mình đứng đây đâu. Trời ơi, cô bay thẳng qua chỗ thằng này luôn mới ghê chứ. Vào đi chơi em ơi, lên em ơi. Và mi đang đứng trên thùng. À, tao thấy gà rồi, gà, quăng qua đây gà. Mà đâu, 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 đâu. Quẹo phải, quẹo phải. Đi xuống dưới luôn, nó tới rồi kìa. Đi xuống. Rồi, vô khỏi đời bác ở dưới chân mày đó. Tao bay hoài luôn á. Rồi, vô đó, vô khỏi đời bác dưới chân mày, nhanh, 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 nhanh. Ê, tao kỳ ta. À, quỷ, lại đâu, lại đâu, lại đâu. Trời ơi, mày vừa rớt xuống là có khẩu đại bác đó. Không Ê. Thấy, có sợ, có sợ vãi nồi luôn nè, có đang đi nấp đại bác. Khẩu đại bác ngay cửa ra vào á. Ê, 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 ê. À, tao nhảy, tao nhảy vô cái đại bác thôi, à, thôi ok. Tao, thấy tao chưa, thấy đường vô chưa. Tao bắn liên tục, dẫn đâu khoảng 3-4. Không, cái khẩu đại bác ngay cửa ra vào chính á, cửa chính á. Cửa chính tao chưa có thấy. Kế bên cửa chính á, có quyền cái khẩu đại bác nằm dưới đất á. Bây giờ tao đi xuống có sợ chết phải nồi nó đang ở gần tao luôn nè mẹ. Thôi vậy thôi mày khỏi nói, điền bảo lên tới nơi rồi. Sao á? Tại thằng Sticker nó đang dưới chân tao nè. Sticker đi tút luốc ra sau lưng rồi ba ơi, đi xe lắc rồi ba ơi. Điên à, nó đang đứng ở sao mày, đúng rồi, nhưng mà nó đang ở gần tao. Đó, giờ nó đang đi lên chỗ tao đó. Giờ núp xuống dưới này phải không? À, leo lên, ráng leo lên cho bia đi bạp ơi. Nó tới rồi kìa. Sao nói gì đó sao được. Ấy Sticker đáng đâu vậy? Sticker đáng đâu vậy? Này tới vô tao. Ráng leo lên thùng bia đi. À đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Ok. Đó đúng rồi, cái đó đó, cái đó đó, nó đó, nó đó, đúng rồi. Nãy nhảy lên. Ôi trời ơi. Ai? Nó đang lên mày đó, nhưng mà nó lên không được đâu. Trong tủ, trong tủ này không có đường lên, trong tủ này không có đường lên đâu. Ngay cái khe nước ngọt này không có đường lên hả? Ừ. Của mày là chỉ rồi xong rớt rồi. Ấy, cái nước ngọt đó lên được nha, đừng đùa. Thì rất là nhiều người lên mà, bảo mập lên được rồi mà. Rồi Sticker nó chuyển qua mày rồi nha kia. Chúc bạn lên đường vui vẻ. Mà. Gì? Tao đang ở chỗ khác mà. Mà vẫn chưa nhảy được mập. Tao chân ngắn quá mày ơi. Mày có thể mình trên chân dài mày nhảy được chứ. Bậy rồi, bậy rồi. Chân dài. Mày cứ thử đi, hồi tự nhiên mày nhảy lên được à. Con Sticker đang dưới nè. Trời ơi, thiệt luôn á.
Ê, ấm mất dễ sợ. Ấm gì tầm này mày ấm đầu rồi mày ấm ổn rồi Tâm ơi. mày đứng đó mày nhìn chắc rồi, mày đứng đó nó đâu làm gì được mày đâu. Chẳng qua nó chưa biết đường qua ba ơi, cái đường qua đúng dễ luôn á. Có đường nào đâu mà dễ, con có thấy đường nào đâu mà dễ. Ui ui ui, nó đang Nó ở mà chân nó mày sợ ơi. rồi. Nó À, phải đi vô leo. đi vô đi vô đi vô Leo là có được đâu. Leo leo, chui qua, trời ơi, chui qua được cái kẻ đó chui qua được, anh núp lâu rồi em ơi. Đây dưới chân Ê mày bỏ à. mập mà nhảy cái đó mà dễ rớt lắm nha, bỏ mập. Sao giang hồ mà giang hồ có thể đứng đi tí tí rồi khi nào xích cao tới thì chạy vô giang hồ chạy vô. Đu dây đi lấy cầm dây của mày á, đó lấy cầm dây xích ngay cái áo mày á, để tao đi vòng vòng tao coi nó đang làm gì Có không dây kìa. áo nữa hả? Có dây áo dây xích nó đó, Dây áo là dây gì? áo là dây gì ba? Dây áo ngực Thì à? cái áo bầu bàng của nó gắn thêm dây xích vô thành giang hồ đó, Ủa? mấy cọng dây toàn ten kìa. À, tao thấy, tao Khoan! thấy rồi, tao thấy Nó chơi thiệt dễ quá. chiêu, lũ đen Dễ chạy mà mày. Mày ơi, tao được nó chiêu hút này. vô mày ơi, trời Trời lũ đen ơi, bay nồi Chiêu trời này. lũ đen có luôn á vãi cái gì thiệt chiêu Kêu gì vậy? Thành trời ma ơi, nó luôn cay tụi mình, rồi. nó cay tụi mình trời ơi Trời trời ơi, đi chơi 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 thiệt chiêu luôn lũ đen vãi nồi. em thì chiêu nó cần mua không chắc mua chứ gì nữa. Ủa thanh niên nào làm sticker vậy? À, thanh niên The Real Golfit 10 100 Ghê vậy. vãi, tao với ông Bảo đứng chở anh lên không được, anh tức quá anh chỉ từ chiều nó hút xuống lũ đen cây Hết giá sức mà bò luôn mày, tại vì tao rớt xuống là dễ hiểu, mà Vami đang tốt đứng tuốt trong cũng bị hốt ra luôn hút luôn, hút hai thằng luôn, nói mi cái lỗ đen vũ trụ thôi. vậy đó. Ngạc nhiên luôn á, đại nốt nữa nè đó. Không biết Trời luôn, ơi, cuối cùng tôi cũng không tính được chiêu vãi này luôn. nồi, anh niên nó chơi cây cú chơi tuyệt chiêu luôn vãi thật. Ủa tao 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 ngạc nhiên luôn á, vãi thiệt chứ. Tao đang đứng ở trên Ê, tao còn hết hồn nữa mà tao nhảy không kịp, nó hút xong đi đúng chậm luôn á, hai con nó đi hút đúng xong là luôn mày sẽ bị đi chậm và mày sẽ đi vòng vòng mày chứ không không đi được. á. À rồi, kêu gì kinh khủng vậy trời. Rồi ok, dừng clip luôn. Ok các bạn thì ba đó mình sẽ dừng video đây ha. Thì các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đó mình một like một share nhớ subscribe cho kênh của ba đó mình để nhận nhiều video mỗi ngày các bạn nhé, bye bye mọi người. Bye bye.